Con chào cô nha. À, mình đi hai người hả cô? Nhà mình đâu cô? Nhà ở đâu cô? Nhà cô ở suối Bà Tứ á. Suối Bà Tứ là đâu ta? Suối Bà Tứ à. Bầu Bàng đi vô á. À. Ở Bầu Bàng, Bầu Bàng là cũng gần đây. Dạ. Ở đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây đâu hả cô? Cô lấy gì khá vô chưa cô? Ra lấy đi coi, rồi ra lấy coi. Bữa nay mình mới tới lần đầu hả cô? Đây hả, mình lần rồi. Hết lần hả, vậy con không gặp cô, chứ lúc đó đông. Không quay quay cô, đó. Cô kêu mà xúm nhau cầu nguyện làm đĩa Phật đó. Dạ. Để cho được vãng sanh chứ ca hát đi hoài. Dạ. Đã hồi sống là ca hát đã. Đã mệt mỏi rồi, cực rồi, giờ chết thì để đĩa Phật cho được giảng sanh. Nghe kinh Phật, kinh hộ niệm đó. Vậy là đây lần thứ hai mình đến đây hả cô? Lần thứ hai. Thôi mình ngồi ghế đi cô. Cứ ngồi ghế tự nhiên đi cô, đâu có sao đâu. Uống nước, còn lấy nước. Uống nước rồi con, uống nước rồi. Dạ. Lấy uống nước kìa. Hai bà cháu ăn chay uống nước rồi. Ăn trưa uống nước rồi. Khi lần này mình đến mình thấy khác chứ mấy lần trước cô? Không, lần này khác chứ lắm, là lần trước là đâu có hình đồ đẹp đồ dữ gì nè. Dạ. Trước không có gì. Lần trước là cô tới lâu chưa? Tới cũng tháng mấy rồi. Chắc là lâu rồi. Ha. Lúc đó giờ cũng chưa có rạp này ha cô? Chưa dạo này mà chưa có bông đồ hình đồ đẹp dữ gì đâu. Dạ. Nhưng mà đẹp hơn á. Không, đẹp hơn á. Cứ tiếp tục ngày mai sẽ đẹp tiếp nữa vậy đó. Thì khán giả chưa có câu điện em ơi. Đó trời, bây giờ cái hình nó đẹp ghê luôn. Dạ. Không, tôi có chụp chung nhóc chân nữa mà đi với nhưng mà trước cô đi nha. À, cô đi với em ha. Đi với đứa em rồi hình đâu có hình, bây giờ làm thêm đẹp dữ. Dạ. Không phải mình làm thêm đâu cô, hay là cô bác đóng góp á cô. Dạ. Em 18. Này cháu nội hay cháu con ngoại cô? Cháu nội. À, cháu nội ha. Dạ. Bé còn đi học hay là đi học nghề ủ tập. Dạ. Bé này làm này đó được đó. Hôm nay thì sao mà mình quyết định trưa nắng mình xuống đây cô? Lần này có sao nói vậy, tại vì đi mặn hậu chiếu ở dưới Bình Dương á. À. Gì đó luôn. Dạ. Hai dạ cũng sẵn tiền cho mình ghé mình biết luôn ha. Thì là quá là quý rồi. À, mà cũng thỉnh thoảng cũng đi, tại vì mến mộ Vũ Linh. Dạ. Mộ Vũ Linh. Có gặp chú ngoài lần nào chưa? Chứ dễ gì gặp. Chưa có xem chú hát lần nào hả cô? Hát thì nghe quá, nghe rồi. Hát thì nghe dữ lắm, nghe đủ tiếng tụ. Nhưng mà không biết là cô ái mộ gần đây hay là lâu rồi ha? Ái mộ hồi lâu lắm rồi, hồi dạ. Năm đó giờ vậy là giấy tờ xong rồi hả cô? Xong rồi con. Dạ. Có con nhỏ trao xong rồi, còn cô dạ. mất cái giờ làm lợi. À, cô bị mất giấy tờ ha. Nữa làm lợi vậy phải. Dạ. Tiền nào ta đóng tiền phạt. Thảo kêu em mua cho Thảo cái tiền. Cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Hai bà cháu cũng nhiều. Rồi, thôi cho tụi con cảm ơn cô với em rất là nhiều ha. Dạ. Chúc cho cô với em nhiều sức khỏe nha. Dạ. Tụi con nhà YouTube này cho nên cái gì cũng biết chứ. Dạ. Điều, không đi được thì mình làm YouTube mà mình làm cho đúng thì nó dạ. tốt cũng giúp giật đây hàng ngày. Làm gì mình làm lương thiện tốt là tốt. Thì bây giờ 15 mét sẽ ghi lại một vòng cho tất cả quý cô chú anh chị xem ha. À. Cái tấm hình này nắng quá. Thì các anh em đừng đỡ di chuyển qua bên đây ha. Đó, thì đến đây mình làm tạm thời tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều ha. Cây đèn này từ lúc
tài 66 nè, rồi tới 15 mét nè, quá tài. Bây giờ chị Tư là chị nghiên cứu rồi, tay yếu chân mềm, bây giờ là vào xử lý luôn. Cứu sao mà chỉ quắn nguyên cái cục mà sao mình thấy xay xay nó cũng còn xay hả chị? Thôi thì cái này chỉ còn một cách thôi, lấy máy hàng chấm nó, nó dính lại là nó hết xay. Bây giờ tạm thời mình để đi, mình tối nay mình hấp cái này đỡ đi, rồi em về em chấm hàng đó, là ngày mai mình vô mình có. Thôi chiều nay em đem về em chấm nha. Có máy hàng. Nhà máy bự máy nhỏ gì em có hết à? Chiên làm vậy đi chị. Ha vậy nha. Yên tâm nha. Rồi chị vô 15 mét Bình Dương vậy coi có hoàn thành chưa nha. Vậy chị cầm cái này về được rồi. Chiều nay em cầm luôn cái đèn về em gắn, lỡ mà mai cái thành công thì em báo cáo. Báo cáo chị, chụp hình báo cáo chị sao nha. Còn nếu mà không hoàn thành thì chắc em im luôn. Chị ơi không có ra clip cái đèn hoàn thành là chị hiểu. Này giống cái đèn thần quá. Aladdin. Trời ơi, cái đèn dầu thì lúc nào cũng nhóc hết á. Mà bây giờ dặn là tim nó không lên mà nó cũng xuống luôn. Mà thấy cái đèn này rất là đẹp. Không biết là ai mua ta. Chị Như. Chị Như. Chị Như. Nhưng mà nãy chị Như không biết là cái đèn này như vậy. Trời ơi. Cái đèn này chị là mắt biết bao nhiêu tâm huyết của chị Tư rồi. Bình thường mỗi sáng chị ấy lên đây. Hồi nãy nói chị nói vậy nè. Cái đèn này phải sửa trong bữa nay. Tại vì mai đâu có lên đây đâu. Trời ơi, gì vậy? Nãy giờ quay hả? Quay cho chỉnh á. Rồi, rồi. Cái này hôm bữa em tìm cái... Thôi giờ chị cứ sửa nha, giờ tới chiều mà không xong thì chiều em đem về nha. Ừ. Thì chị em mình quyết định vậy nha. Ừ, đem về ngày mai lấy báo nha. Ok. Bình Dương xin kính chào quý cô chú nha. Thì mà làm bếp thấy một cái con nai rất là lớn nha cả nhà. Thì nó đang nằm ở trong cái ngôi mộ của một... anh trai cũng vừa mất ở gần đây thôi. Thì không biết sao mà trưa nay, bây giờ là 12 giờ trưa rồi mà nó nằm ở đây, thì 15 mét cũng bất ngờ đi ngang đây. Thầy tính đi toilet nè. Ờ, thấy ngang này ha, nó nằm. Trời ơi, con này rất là lớn luôn nha. Như các cô chú các chị thấy ha. Thì con nai này cái sừng của nó phải nói là khủng khiếp luôn. Cái sừng nha, cái này là cái sừng rồi chứ không phải còn là cái nhung hu nữa nha. Đó, thì nó cũng đang nhìn hai vợ chồng 15 mét nha mọi người. Trời ơi. Đó. Đó thì không biết lý do vì sao mà nó lại nằm ở ngôi mộ mới này. Không, mà mình không có giải thích được ha. Cái ngôi mộ mới này là mới chôn gần đây luôn á. Hay là nó thấy mát ta. Tại có rạp ha. Đó. Bây giờ mình sẽ đi lên phía trên để quay xuống cho các cô chú anh chị xem ha. Thì nói chung là mình cũng không quấy rối làm gì. Nhưng mà không biết là nằm trên ngôi mộ như vậy thì có ảnh hưởng gì hay không ha. Hay là mình đuổi ra ta. Hay là anh hiện về. Thì cái này mình cũng không biết được ha. Nhưng mà bây giờ là giữa trưa 12 giờ rồi. Mà nó nằm như vậy thì cũng khá bất ngờ luôn. Không biết là tại sao những cái chỗ khác nó không nằm bãi cỏ. Nó không nằm bãi cỏ cũng mát mà đúng không? Bãi cỏ nó cũng nằm không chịu ở đây rất là nhiều bãi cỏ nha. Đó. Mà nó không chịu nằm, nó nằm ở trên cái chỗ cái tấm đan của anh. Thì nó nằm ngang ngon ngon luôn á. Đó. Lạ quá. Nó thấy mình mà nó không chạy nha. Không biết nó có nhảy vô qua mình. Bây giờ mình phóng to lên đi. Mình quay cận cảnh cho tất cả quý cô chú anh chị xem con nai ở trong trong hoa viên ha. Đây là con nai rất là già nha. Cái sừng của nó thì mình thấy mình cũng đã biết rồi.
nào giờ mình mới thấy cái con nai mà nó có cái sừng dài mà nhọn vậy luôn. Ê, em thấy sợ sợ sao nha. Không phải, ý là đó. Bất ngờ luôn. Không chạy luôn nha. Không biết là có chạy không. Thôi mình đi em ơi. Mình cũng nói chung là cũng không làm phiền nữa. Thì cái ngôi mộ này là hai chồng 15 bếp là cứ chiều về lại đốt nhang cho anh. Thì mình cứ đốt một nắm nhang vậy đó để cho ấm lòng của anh ha. Không hiểu sao thì trưa nay trưa nắng 12 giờ thì nay nó lại nằm ở trên mộ của anh trai. Thì anh cũng vừa mất cách đây cũng từng hai tuần thôi. Thôi mình đi em ơi. Không biết là anh có hiển linh để cho hai chồng mình gặp hay không. Nhưng mà không hiểu sao lại trưa nắng 12 giờ lại có một cái chú nai rất là già luôn nằm ở giữa mộ. Thì trưa nay hai chồng 15 bếp tính đi lên toilet thôi, là do là cũng đang vắng khách. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 là thứ tư đó. Thì đến đây thì 15 bếp Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Anh cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Đến đây thì 15 bếp xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị trong cái video tiếp theo.